Xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại cái đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiện ở bên phía Hòn Gai của Quảng Ninh. Và hôm nay Minh Toàn có cái dịp đi sang Hòn Gai có chút việc, thành Minh Toàn quay lại một số cái cảnh ở bên Hòn Gai này, đền thờ Đức Ông này, để gửi đến cô chú cũng như các anh chị. Về đền thờ Đức Ông thì lần đầu tiên Minh Toàn đến nên Minh Toàn cũng chưa biết nhiều về đền thờ Đức Ông. Minh Toàn thấy ở đây có các cái trụ cột bằng đá ở đây và xung quanh. Ở đây là được làm bằng các cái tường bao như thế này, được làm bằng đá. Minh Toàn thấy rất là đặc biệt và đặc sắc. Minh Toàn cũng muốn quay lại một số cái hình ảnh ở đền thờ Đức Ông này đến quý cô chú và các anh chị. Ở đền thờ Đức Ông mà khi mà chúng ta vào thì có một cái cửa lên đây, và Minh Toàn thấy ở khu vực này cũng khá là sang trọng, được làm bằng ốp bằng đá hết. Và cũng có đồng thời có một cái cầu đường lên đây nữa. Thì bây giờ Minh Toàn sẽ lên cái bằng cái đường này, bởi vì thấy mấy cô chú vừa rồi lên theo đường này. Minh Toàn sẽ lên đường này và xem ở trên đền này có những cái gì nhé. Mời cô chú cùng anh chị chúng ta đi vào phía trong nhé. Ở đền đây thì được làm bằng những cái khối đá như thế này rất là đẹp. Cầu thang thì được đi lên bằng những cái bậc thang bằng đá luôn. Đức Ông Trần Quốc Nghiện thì cũng có cái tuyến đường bao ở bên phía Hòn Gai này cũng có tên là Trần Quốc Nghiện. Thì Minh Toàn nghĩ đây là cái tên của cái Đức Ông ở đây, đền thờ này. Đây là cái sân mà chúng ta có thể, đây là đấu cờ này, sân đấu cờ này. Đấy, cờ người ấy. Đấy, sân đấu cờ người, các cái ô kẻ khá là to. Chắc là đến dịp lễ hội thì sẽ tổ chức các cái cờ người. Đây, chúng ta sẽ lên ở trên này, chúng ta xem trên này có gì nhé. Ở trên này trồng hoa khá là đẹp. Đây, được trồng các cái loại hoa này khá là đẹp. Đền thờ này thì đền này được ở cạnh một quả núi. Đây. Núi này khá là cao. Không biết là chắc có đường lên hay không, chắc cũng có đường lên luôn. Mà núi này không biết là núi tên gì nữa. Chú ơi, cho con hỏi cái núi này tên gì chú nhỉ? Núi Bài Thơ. Có đường lên núi không chú? Đi núi tạm thời nó bào mòn, nó vì ta chưa sửa chữa được cái cấm này người. Dạ. Còn là bọt. Con dao cũng mới bị chín xong rồi. Vâng. Con dao cũng chín cái tầm chín ra. Con dao không phải dao đỏ. Đền Đức Ông đây là ngày lễ chính là ngày bao nhiêu chú nhỉ? Ngày 24 tháng 4 ạ. Vâng. Núi là núi Đá Phôi hay sao? Ngày 24 tháng 4 là đền ngày chính của đền thờ Đức Ông. Đây, và chúng ta xem cái khu vực đứng ở trên thái tộc cô. Đây, chúng ta đứng ở phía trên, chúng ta nhìn xuống. Đây là cái bàn cờ rồi. Phía đằng trước đây là cổng. Vào đây là đền thờ. Ồ, có cái cây này, có bộ rễ to quá hả? Trong này là thờ Đức Ông và làm lễ cúng ở trong này. Có cái cây này có cái rễ to quá.
cây. Thường thường mà các cái đền thờ mà có các cái cây cổ thụ này là thiêng lắm, rễ nó ăn lên tận trên này. Và đây là một cái rễ xuống này. Đấy, cái rễ nó to bằng một cái cây luôn. Wow. Đây là cái rễ, rễ cây khá là to. Và bên này là thờ hai ban, ban bên tay trái này. Đấy, ban bên tay trái và ban ban ở giữa. Đây ban giữa. Còn bên tay phải nữa. Đây là phía bên tay phải này. Và khi mà chúng ta vào đền thì chúng ta không nên đi giày dép vào. Đền được vị trí bên một cái quả núi, lưng thì tựa vào núi và mặt thì hướng ra ngoài phía biển ở đây. Phía ngoài đằng trước chúng ta là phía biển. Đấy, biển này và chúng ta nhìn ra phía bên tay trái. Đây có một cái đường đi lên nữa. Ở hai bên đường này thì là hai bên là không phải bằng đá, chỉ là cầu thang bằng đá thôi. Khu vực này là khu vực dành cho nhà chùa, dành cho nhà đền. Đấy, và xung quanh đây thì có dân sinh sống như thế này. Đấy, dân sinh sống ở đây. Còn đường lên núi thì như chú vừa nói là đang còn phải chữa bảo trì và không cho chúng ta lên. Đấy, chúng ta chưa lên, phải lên nóng hiểm. Đang còn trang trí các bóng chuẩn bị nghe lễ. Đây là các cái tảng đá, đá như kiểu đá vôi, núi đá vôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phía trước để chúng ta ngắm từ phía trước vào xem nơi đền này, Trần Quốc Nghiên này có cái gì đặc sắc. Đây các ta vô chú nhìn đây là bằng đá hết, bằng đá hết. Đây là một điều mà cực kỳ rất đặc sắc ở đền này. Hai bên là dân, bên này là dân ở. Và đây, ngoài này ở đây. Chương trình lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiên năm 2018. Ngày 28 tháng đến ngày 9 tháng 4 năm 2018. Chào mừng năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long Quảng Ninh. Ngày 28 tháng 4. Đây là hoạt động rồi đấy các anh chị ạ. Nhưng mà chắc năm 2019 này thì cũng sẽ hoạt động ấy thôi. Ngày 28 tháng 4 tức ngày 13 tháng 3 6 giờ đến 7 giờ là khoa cúng tuần triều, khoa cúng Phật, khoa cúng Thanh Mẫu. 7:30 đến 11:30 là lễ mục dục, tức là tắm tương.
13:30, 16:30 là tuần tế Bạch Văn Hai Hội. 18:30, 19:30 là lễ rước quốc thiêng, lễ rước đuốc thiêng. 19:30 đến 21:30 là văn nghệ chào mừng. Và sang đây là ngày hôm sau, là gồm có lễ xin Đức Ông vi hành đón tiếp đại biểu, khai mạc lễ hội, đánh trống khai hội, sơn hương, lễ rước ông Đức vi hành, tuần tế tạ thánh, thi đấu các trò chơi dân gian, tuần cầu an, cúng chúng sinh và thả hoa đăng. Đây là những hoạt động mà vừa rồi đền tổ chức. Và phía trước đây thì chúng ta đứng, chúng ta nhìn lại một cái khu vực đền Trần Quốc Nghiệp nữa. Chúng ta nhìn từ phía ngoài. Trần Quốc Nghiệp thì đền thờ Trần Quốc Nghiệp thì nếu mà chúng ta đi là chúng ta nó nằm ở gần với cầu Bãi Cháy. Đi xuống cầu Bãi Cháy chúng ta rẽ phải cái là đến đưa Trần Quốc Nghiệp này. Đền Trần Quốc Nghiệp. Và qua bờ bao thì được làm bằng các cái khối đá này hết các cô chú ạ. Nếu mà cô chú ở bên Hòn Gai này hay ở bên Bãi Cháy hay là về với Hạ Long du lịch thì sát cái núi Bài Thơ, đây là núi Bài Thơ, và sát núi Bài Thơ có cái đền Đức Ông Trần Quốc Nghiệp này, thì cô chú cũng có dịp ghé thăm và thắp cái nhang ở đây cho tịnh tâm nếu mà cô chú có tấm lòng. Và hôm nay video này Minh Toàn xin phép dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và các anh chị đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại cô chú và anh chị trong những video tiếp theo.